Đó, lại là tiếp tục cái này cá hú hả mình? Cá hú bữa nay ngày cá hú. Ủa dưới mép luôn kìa. Rồi còn có mép xíu rồi kìa ông ơi, cái chừng nó sút ông ơi. Rồi lấy cái vợt, lấy vợt. Rồi rồi có liền. Rồi đây. Chương trình của về đêm. Cái gì vậy? Ông chủ về đó. Ờ dính kỳ. Hai cái mang. Cái mỏ, một cái mỏ nữa. Trời ơi. Anh niên giật nè. Quay anh niên giật. Đây Khương Tử Nha, Khương Tử Nha chơi cá toàn là cá khủng không à. Mini. Mini. Tự mini. Cái kia. Người trên kia nó ăn hết trơn rồi, xuống đây. Xuống đây còn mấy nhỏ không mà thua luôn. Cái này không biết. Cái gì trời? Ngẫu nha. Ủa sao nó móc ở đâu đây vậy? Đó, bà con thấy rồi, cá mà dính cái đuôi không? Trời ơi kìa. Cái này. Ê, nó gần súc rồi. Ấy ơi. Không có súc. Hay gì vậy? Nghĩa, anh Trừ đang nghĩa. Hả? Nghĩa giật luôn hả? Trời ơi, nó sát cá cái mức độ kinh khủng không? Vô. Vậy lấy thùng đi. Chuẩn bị thu gom chiến trường. Giờ tới 3 giờ rưỡi rồi. Đây. Thu hoạch của con em ngày hôm nay tính bằng bao luôn. Đó. Quá dữ luôn đây. Con cá cóc dài ha. Quá. Giờ vô mùa ba sa hả? Ba sa. Quá luôn. Bao vật. Anh đường. 15 kg gì? Cái đó hơn hả? Vô. Về thôi bà con ơi, xin chào và hẹn gặp lại nha. Hôm nào mình sẽ làm tiếp tục. Ngày hôm nay nhiều ở đây. Đổ nước đi.